Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, các doanh nghiệp hiện nay đều gặp nhiều khó khăn. Tình trạng này được dự đoán sẽ còn kéo dài trong giai đoạn đầu năm sau khi kinh tế thế giới chưa kịp phục hồi và kinh tế trong nước vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Do đó, việc nới lỏng chính sách tài khoá thông qua việc tiếp tục giảm thuế VAT là hết sức cần thiết. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đã từng gặp khá nhiều vướng mắc khi áp dụng chính sách này trong năm 2022-2023, chủ yếu xuất phát từ việc phân loại hàng hóa nào phải chịu thuế 10%, hàng hóa nào được giảm thuế xuống 8%. Vì vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc phương án giảm 2% thuế giá trị gia tăng cho tất cả các loại hàng hóa dịch vụ.